Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi chúng ta đôi khi do chính chúng ta tạo nên. Do chưa có đủ kiến thức lãnh hội nên đôi khi chúng ta hay đổ lỗi cho số phận, cho ông trời để rồi lại tự chuốc lấy phiền muộn vào người. Quý vị thân mến, năm 2021 là một năm không mấy tốt đẹp đối với những người tuổi Kỷ Dậu. Vậy trong năm 2023 có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay là không? Hãy cùng với chúng tôi xem tử vi cho tuổi 1969 Kỷ Dậu trong năm 2023 Quý Mão để có thể biết rõ hơn về điều này. Và luận giải mệnh tử vi cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm 2023 sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận hạn tốt xấu, những điều khó khăn và thuận lợi của mình. Xem tử vi cho tuổi Kỷ Dậu trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn biết được những sự kiện quan trọng về công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên, gia đạo trong năm 2023 có những thay đổi gì, từ đó có thể chủ động hơn trong những quyết định làm ăn, các mối quan hệ của xã hội. Khi nắm rõ được vận mệnh của mình trong năm 2023 Quý Mão, quý vị sẽ biết được hướng đi cho mình như thế nào là đúng đắn để thâu thu may mắn và tài lộc. Trong phần luận giải về tử vi năm 2023 Quý Mão cho người tuổi Kỷ Dậu, thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về lá số tử vi cho tuổi Kỷ Dậu. Qua đây, mời quý vị cùng theo dõi bài luận giải về tử vi cho tuổi Kỷ Dậu ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ ngay thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nữ mạng trong năm 2023. Vận trình năm 2023 của Kỷ Dậu sinh năm 1969 không có gì nổi bật, sự nghiệp khó bề cất cánh do tiểu nhân ngáng trở, không phát huy được hết năng lực của mình, thành tích làm việc giảm sút rõ rệt, bản mệnh dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên. Thu nhập ít ỏi mà các việc phải chi tiêu lại nhiều, tài chính chịu tổn thất nghiêm trọng. Người làm kinh doanh năm Quý Mão này không nên mở rộng đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực mới, nên lợi dụng các mối quan hệ xã hội để kết giao với quý nhân. Thời gian rảnh thì nên tìm đọc hoặc đăng ký học thêm các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan, nâng cao khả năng chuyên môn cho mình. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến của người khác, đừng tự vỗ ngực cho mình là giỏi. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Kỷ Dậu sinh năm 1969 nữ mạng gặp phải sao chướng mệnh, sao kế đô, vận hạn thiên tinh, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc không phạm hoàng ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Dậu gặp Mão phạm cục diện tương xung, hay nói cách khác là xung khắc với thái tuế, báo hiệu gia đạo bất ổn, xảy ra những sự vụ nghiêm trọng khiến bản mệnh phải đứng ra lo liệu, gây hao tổn tâm trí. Xét về mối quan hệ thiên can kỷ âm thổ gặp quý âm thủy gọi là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 cần chú ý tháng Ất Mão, tháng 2 âm lịch. Từ ngày 20 tháng 2 cho đến ngày 21 tháng 3 năm 2023 dương lịch và tháng 2 âm lịch nhuận, từ ngày 22 tháng 3 đến 19 tháng 4 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Kỷ Dậu. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Dậu sinh năm 1969 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Kỷ Dậu gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân, trông coi. Kế đô là sao tam cửu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mệnh, xem như năm đó bị xấu. Đặc biệt, ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai hay sinh đẻ trong hạn sao này thường ít bị ảnh hưởng. Gặp hạn sao này mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên, nữ giới thường kỵ nhiều hơn là nam giới, cần chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Hóa giải,
Hàng tháng vào lúc 13 đến 15 giờ chiều ngày 18 âm lịch, gia chủ hãy lập bàn thờ quay về hướng Tây để cúng dâng sao giải hạn. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị hương hoa, trà nước, mông ngũ quả, chè, oản thuốc, bánh kẹo, muối gạo và 21 ngọn nến. Lễ vật dùng để cúng sao kế đô phải là màu vàng. Trường hợp có một số thứ không phải màu vàng thì lấy giấy màu vàng gói vào hoặc có thể lót dưới mâm rồi đặt lên bàn thờ. Cách viết bài vị cúng sao kế đô. Gia chủ hãy dùng sớ có màu vàng và viết Địa cung thần vĩ kế đô tinh quân. Gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mạng, năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: Thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Có nghĩa thiên tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết, hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương, đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe của bản thân, nhất là phụ nữ mang thai, cẩn thận trong việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc, viên mãn. Luận tử vi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, vui xuân đầu năm cùng gia đình, nhưng gia chủ Kỷ Dậu nên chú ý gìn giữ sức khỏe. Tháng 2, công việc làm ăn của gia chủ trong tháng 2 có thể bị người khác phá hoại, gia đạo có chuyện buồn. Tháng 3, người trong nhà có thể có tì vết, dao kéo ở trên người, cần cẩn thận sử dụng vật sắc nhọn trong tháng này. Tháng 4, những công việc làm ăn của con cháu thuận lợi, mở mang, nhưng cần chú ý cửa quan, pháp lý. Tháng 5, đây là tháng gia chủ Kỷ Dậu có tin vui trong gia đạo, ngoài ra chú ý vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 6, gia đạo trong tháng này thiếu hòa khí, sức khỏe gia chủ không tốt nên chú ý việc ăn uống. Tháng 7, gia chủ đón tin vui trong việc làm ăn của gia đạo. Tháng 8, đây là tháng gia chủ có sự thay đổi trong việc làm ăn hoặc con cháu có thể xuất hành đi xa làm ăn. Tháng 9, trong tháng 9 có sự hao tiền tốn của nhiều, cùng với đó sức khỏe kém, dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 10, tháng này gia đạo gia chủ có sự sửa sang lại phần mồ mả của gia tiên hoặc gia đạo sửa sang và mua bán. Tháng 11, đây là tháng gia chủ có tin vui, nhiều việc may mắn, hạnh phúc, làm việc gì trong tháng này cũng được thuận lợi. Tháng 12, tài vận tiền bạc có lộc do con cháu biếu tặng, nếu bệnh tật hay ốm đau trong tháng cuối năm đều nhanh khỏi. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Công việc của nữ mạng Kỷ Dậu không mấy khởi sắc, trong năm ít có cơ hội để đột phá hay mở rộng đường tiến thân. Bản mệnh cũng không nhận được mấy sự giúp đỡ từ người khác, hầu hết đều phải tự đứng ra lo liệu. Trong năm có điểm báo tiểu nhân rình rập, cạnh tranh không lành mạnh, khiến môi trường làm việc trở nên bất ổn. Con giáp này còn có thể vướng vào thị phi nơi công sở, ảnh hưởng danh tiếng và tổn hại cả lòng tự trọng, thậm chí còn có thể dẫn đến kiện cáo nếu xử trí không ổn thỏa. Về tài chính, vì xung thái tuế nên tuổi Kỷ Dậu năm nay tài vận nhiễu loạn, con đường phát triển kinh doanh đang đình trệ, có hiện tượng hao tài. Năm nay tài vận rất khó được như ý, kiến nghị nên đặt trọng tâm vào con người, đợi đến lúc vận thế tăng lên rồi mới tính đến bước tiếp theo. Nếu bạn đủ may mắn để kiếm được tiền, đừng tham lam. Nếu bạn giỏi, bạn sẽ nhận được nó. Nếu có hành động tốt, sẽ có thể ổn định nguồn tài chính của mình. Về sức khỏe, phương diện sức khỏe của người tuổi này sa sút hơn trước rất nhiều, do đã ở tuổi mãn kinh nên bản mệnh có thể gặp những bệnh liên quan đến vấn đề này. Khí huyết không thông, nóng trong, gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, điềm báo còn nhắc nhở nên thận trọng khi đi lại hay làm việc nặng, kẻo xảy ra sự cố dẫn đến tai nạn, họa vô đơn chí. Tuổi Kỷ Dậu cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng luyện tập thể dục thể thao, ngày nghỉ dành thời gian bên bố mẹ, cùng cả gia đình đi dã ngoại, đến những nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành.
Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo, tử vi Kỷ Dậu năm 2023, nữ mạng về tình cảm không gặp nhiều tin vui trong năm nay. Bạn nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, bao dung và thông cảm hơn cho người thân. Có chuyện gì cũng nên giữ thái độ ôn hòa để giải quyết thay vì nóng nảy làm ảnh hưởng hòa khí của gia đình. Bản mệnh cũng nên chú ý quan tâm hơn đến sức khỏe người lớn tuổi trong nhà. Gia chủ nên đem bên mình vòng tay tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của Kỷ Dậu trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho Kỷ Dậu, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!